Anh đi chai đổ xăng. Dạ chị đổ xăng 92 hay 95 chị? Trăm. Dạ ở đây em chỉ đổ là xăng 92 và xăng 95 thôi chị ơi. Thì đổ 100. Dạ em ở đây chỉ đổ là xăng 92 và xăng 95 thôi. Trời ơi bà ơi, 92, 95 là cái số hiệu xăng. Đổ 100 đi, đổ 100 đi, đổ 100 đi. Dạ rồi. Đổ 192, đổ 192. Rồi ạ. Không lấy 8 ngàn thừa hả? Anh bao luôn hả? 8 ngàn gì bà nội, cái 92 với 95 là cái số hiệu xăng thôi. Mình đổ 92, 100 ngàn. Thì biết 92, 95 rồi nhưng mà mình đưa 100. Ừ. Mà anh đổ 92. Ừ. Thì còn dư 8 ngàn. 8 ngàn anh cho luôn hả? Đổ xăng. Đâu có cho, mình đổ 100 ngàn 92. Thì 100, anh đưa 100. Ừ. Mà anh đổ 92. Ừ. Đúng không? Ừ. Là còn dư 8 ngàn. Đúng không? Là cho không, 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 không đúng, mình đổ 100 ngàn 92. Thì cũng dư 8 ngàn đó. Không có dư 8 ngàn. Vậy ông đổ 92 anh chăng? 92. Thì ý là đổ xăng 92, đổ xăng 92. Đổ xăng 92 là cũng dư 8 ngàn. Dư 8 ngàn đúng không? Thôi thôi vợ chồng gì nhà cãi lộn ở chỗ tôi còn máy xăng nữa. Đây nè. Tôi bực mình với bà quá. Thôi đi bà đâu. Bà đi đi. Ê, đâu vậy? Thì đi chứ đi với bà. Ờ, có ngày là tôi bị bính, bị đập luôn á. Thì chú. Thì sao? Thì sao?